Hello, xin chào thầy các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2021. Đấy các bạn ạ, đấy, nhằng ngày thì đã năm 2021 rồi. Thì là bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối cho các bạn nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình, các bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên bên em giới thiệu cho các bạn là chiếc sản phẩm này. Con này là Vinmart nhá. Vinmart này là của bác máy của bác Phạm Nhật Vượng các bạn nhé. Vinmart này thì mình sẽ xem cho các bạn là Vinmart gì nhá. Đây. Đây. Vinmart này là Vinmart, con này là Joy 2 Plus. Đấy, Joy 2 Plus thì màn hình con này là tràn viền 6 inch hơn 6 inch. Cầu con này thì là bộ nhớ trong của nó là 32GB nhá. Đấy. Con này là phiên bản của nó là bộ nhớ trong là 32GB. Con Vinmart Joy 2 Plus này. Đấy, Joy 2 Plus này thì gì nhỉ? 32GB. Con Vinmart Joy 2 Plus này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.400.000 nhé. Đấy. Ngoại hình của con này còn máy còn 90 trên 90%. Đấy. Bọn Vinmart này thì nó cũng hơi ộp một tí đấy. Vì cầm nó rất là nhẹ nhàng. Đây. Máy của bác Phạm Nhật Vượng. Nhưng mà máy này chắc là toàn nó kiểu Việt Nam mình ấy thôi. Nói chung là máy dòng Vinmart này thì là chắc là Việt Nam mình bọc Trung Quốc làm thôi, thì mình sẽ check bảo hành cho các bạn luôn này. Đấy. Mình sẽ check Việt Nam này. Đấy. 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 Con này còn bảo hành đến mùng 3 tháng 11 năm 2021 nhé. Đấy, còn rất là dài nhé, tận cuối năm 2021. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng và đập máy các bạn nhé. Con Vinmart Joy 3 Plus này thì bên mình đang bán với giá là 1.400.000. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Joy 2 Plus này các bạn nhận hàng lần sớm nhất. Một là qua Zalo. Đây. Một là qua Zalo. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình. Đây. Số điện thoại nhà mình có hai số là 0966221789. Số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833221789. Đây ạ, số này thì số 2 nhà mình. Thì các bạn giờ làm việc mới đầu là 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi ấy, chuyển khoản trước 100% thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà gì nhở, nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Đấy. Đấy, bên mình thì là tất cả sản phẩm bên mình thì là lỗi đổi mùa 1 tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được chiếc này là chiếc Samsung Z3 2016. Đây. Z3 2016 thì hôm nay bên mình lại về được chiếc con này. Đấy, con này thì là máy zin nguyên bản luôn. Con Z3 ngoài 2016 này thì là ngoại hình còn khá là đẹp nhá. Đây ạ. Đây. Mặt lưng con này thì còn vẫn còn mình dán ấy đây. Mặt lưng khách vẫn còn mình dán gì nhỉ? Đây, khách vẫn còn mình dán mặt lưng con này thì khách vẫn còn miếng ni lông dán luôn này. Đấy. Con Samsung Z3 2016 này, con này là màn hình của nó là AMOLED. Nó trông cho hình thể hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. Con Z3 2016 này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 950k các bạn nhá. Đấy, thì này mình các bạn làm máy phụ nghe gọi rất ok. Con này thì mình vừa mới reset xong. Đấy. Mình sẽ bán cho các bạn với giá là 950k con Z3 2016 này các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Z3 2016 đấy các bạn nhá, hàng sớm nhất nhá. Đấy, gần địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán rất là ok. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là con gì nhỉ? Đây, hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con iPhone 6S. Đấy. Con iPhone 6S này thì là phiên bản của nó là gì nhỉ? 16GB nhá. Hôm nay nhà mình lại về được con này. Tình trạng pin con này thì là mình đã thay pin mới 100% cho các bạn rồi. Nên các bạn yên tâm sử dụng con này thì là main zin, màn zin. Con này là bản quốc tế nhá. Con iPhone 6S của mình đây là bản quốc tế này, 16GB, bản Mỹ nhá, quốc tế 16GB. Ngoại hình thì con iPhone 6S này thì ngoại hình còn 90 trên 90%. Con này là bản màu hồng nhá, Retro hồng này, Retro gold này. Đấy. Đây, máy màu hồng các bạn nhá. Đấy, con này thì bên em cũng thanh lý bạn với giá là 1.900.000 nhá. Con iPhone 6S này thì bên mình cũng đang bán với bạn với giá là 1.900.000 các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S này, 6S nhỏ này các bạn nhé, hàng sớm nhất nhá. Con này thì là tất cả máy bình thường, vân chân vân tay đầy đủ. Đấy, bao cho bạn là main zin, màn zin. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 1.900.000 nhá. Con iPhone 6S màu hồng này nhá.
Đấy, bạn nào thích Android các bạn thể dùng Android, bạn nào thích iPhone các bạn thể dùng iPhone. iPhone thì nhỏ gọn, cầm cực kỳ là chắc tay và sướng nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con LG G7. Con LG G7 này thì này con này là bản Hàn nhé. Đấy. Con LG G7 con này là bản Hàn này. Ngoại hình con này còn 90/90%. Con này thì là máy màu mận 9 các bạn nhé. LG G7 màu mận 9, con này thì là máy con zin nguyên bản, con này thì là máy con zin áp suất luôn các bạn nhé. Đấy. Con LG G7 của bản Hàn bên mình là máy còn zin áp suất luôn. Con này thì là mình sẽ nói sơ qua qua cho các bạn. Con này là chạy chip Snap 845 các bạn, chiến game thì cực kỳ tuyệt vời. RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, màn hình con này là độ phân giải của nó là 2K nhé. Đấy. Màn hình độ phân giải là 2K. Màn hình này nó là 6,1 inch, tràn viền 6,1 inch. Nói chung là các bạn xem phim 2K, 4K, 8K cực kỳ tuyệt vời luôn. Nói chung là các bạn nghe nhạc này. Đây. Đấy. Cái TV, cái máy Hàn, dòng máy Hàn ấy, G7 của Hàn thì nó có hỗ trợ cái chip âm thanh. Các bạn nghe nhạc cực kỳ là sướng nhé. Đấy. Màn hình của nó là màn hình 2K. Các bạn xem phim thì khỏi phải chê luôn. Không có độ nghiêng quá mờ gì các bạn nhé. Đấy. Đấy, LG G7 nói chung là máy của Hàn Quốc thì các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy. Con này thì là gì nhỉ? Con này thì là khách mình đã cập nhật Android 10 cho các bạn rồi nhá. Đấy. Con này thì mình đã cập nhật Android 10 rồi. Đấy, giới thiệu lại loại đây. Này. Con này thì mình đã cập nhật lên Android 10 rồi nên các bạn về dùng thì thoải mái, trải nghiệm mới nhất của nói chung là các bạn mà dùng các bạn trải nghiệm mới nhất là của những cái tính năng của Android 10 luôn. Chờ 11 thì các bạn có thể là cập luôn, nhập luôn 11 thì các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG G7 màu mận 9 bản Hàn Quốc này thì các bạn nhanh tay làm mình sớm nhất. Con này thì bên em đang bán các bạn giá là 2.800.000 nhé. Đấy, 2.800.000, máy còn zin áp suất luôn. Các bạn đi mưa đi gió cực kỳ là ok các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Samsung Z7 Plus. Z7 Plus này thì là con này Samsung Z7 cộng nhá. Đấy, Z7 Plus này, RAM con này là bản công ty này. Z7 Plus con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Thì là ngoại hình con này còn độ 85% nhá, vỏ thì hơi phải theo thời gian thôi. Con này thì là khách đã thay màn OLED rồi các bạn nhá. Hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này là tình trạng là máy đã khách máy của khách ấy cũng đã báo mình là thay màn OLED loại xịn cho các bạn nhé. Đấy. Con này thì bên mình đang bán với bạn giá là 1.400.000 thôi các bạn nhá. Đấy, Z7 Plus. Đấy, RAM 4, bộ nhớ 32GB, bên mình đang bán với bạn giá là 1.400.000. Khách đã thay màn OLED cho các bạn rồi nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Plus này các bạn nhà mình được sớm nhất nhá. Đấy, bên mình đang bán với bạn giá là 1.400.000 nhá. Khách đã thay màn OLED cho các bạn rồi nhá. Đấy. Đấy. Đây ạ. Đây thì nhà mình có đây, nhà mình hôm nay thì về được là Note 8 này. Note 8 thì hôm nay nhà mình về được tất cả là 3 cây nhá. Đấy, thì tiếp tục về 3 cây. Đấy. Samsung Note 8 thì hôm nay nhà mình về được 3 cây nhá. Note 8 thì mình sẽ nói sơ qua qua cấu hình cho các bạn. Thì là RAM con này là RAM 6GB này. Note 8 của bên mình là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, RAM 6GB, nói chung là RAM 6GB bạn chạy thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Bộ nhớ trong là 64GB, màn hình con Note 8 này là màn hình tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Mở khóa có tính năng là mống mắt này, khuôn mặt và vân tay các bạn nhé. Đấy, Note 8 thì hỗ trợ 2 camera, đèn flash, vân tay các kiểu này. Ngoại hình thì con máy còn 90/90%. Con Note 8 này thì là màu xám này thì bên mình thì là gì nhỉ? Màn hình đẹp keng nhé. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.500.000. Đấy, 4.500.000 nhé. Đấy, nói chung là Note 8 mà giá dưới 4 triệu thì không lấy đâu màn đẹp đâu các bạn nhá. Đấy, các bạn nhớ một điều như vậy luôn. Đấy, mình khẳng định các bạn, nó giá dưới 4 triệu thì không bao giờ có Note 8 màn đẹp đâu. Tại vì các bạn đi thay màn nó cũng đắt rồi. Đây ạ. Và con này màu gold thì màn hình cũng đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đây, máy đẹp leng keng luôn. Con này thì bên mình đây là khay SIM các bạn nhé. Con này thì bên mình cũng bán các bạn giá là 4.500.000. Đấy. Nhà mình thì có hai màu, con này thì là màu xám, màu lông chuột này và con này là màu rì to gold. Đấy, bên mình đang bán các bạn giá là 4.500.000 nhá. Đấy. Còn duy nhất một cây màu đen này thì là màn hình của nó thì là không, nói chung là nó không ám đâu, nó chỉ bị hơi, hôm nay mình vừa con này thì nó hơi lưu trữ một chút thôi. Màn hình sáng đẹp, nó chỉ bị hơi lưu trữ một chút thôi. Con này thì là bên mình đang bán các bạn giá là 3.800.000. Đấy.
Ngoại hình thì con này 90 trên 90%. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 3 triệu 800k này các bạn nhá, hàng về sớm nhất nhá. Đấy, còn hai con này thì là 4 triệu 500k. Đấy. Này. Và con này là 3 triệu 8 nhá. Đấy, nhà mình thì có hai loại giá. Các bạn nào thích rẻ các bạn dùng con này, có nào mà nói chung là rẻ các bạn này, màn này không ám các bạn dùng để chẳng vấn đề gì, các bạn mua về chạy Grab hay là nổ đơn cực kỳ là ok. Đấy, bên mình đang bán là 3 triệu 8 thôi. Tất cả máy nhà mình đều là bản Hàn, hai sim hai sóng. Nên các bạn về cứ dùng yên tâm nhá. Bọn này thì mình bán rất là nhiều, lỗi rất là ít. Nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Đấy, và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì bên em giới thiệu với chiếc cho các bạn là chiếc con này Samsung Z3 Pro. Z3 Pro thì con này là bản công ty, hai sim hai sóng. Z3 Pro này thì là bản công ty hai sim hai sóng, thì ngoại hình con này còn độ 90% đấy. Đấy. 90% con Z3 Pro này. Con này thì bên mình cũng thanh lý bạn với giá là 950k nhé. Đấy. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì mình cũng thanh lý bạn với giá là 950k nhé. Đấy, rất là rẻ. Toàn giá học sinh, tân sinh viên cho bạn nhá. Đấy, Z3 Pro 950k cho bạn nhá. Đấy, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá. Nếu mà Zalo mà tin nhắn mình không trả lời kịp ý, thì mong bạn liên hệ trực tiếp bên mình đặt hàng nhá. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì mình có ship, các bạn không phải lo đâu. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhá.